Thưa quý vị, trên màn hình mà quý vị đang nhìn thấy là hình ảnh của đối tượng Nguyễn Lê Thành Nhân, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, hiện đang làm nghề tài xế taxi, bị tổ tuần tra thuộc trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hải, công an thành phố này phát hiện, bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy ngay trên xe. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hải phát hiện một chiếc taxi Vinasun có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện, tài xế xe taxi là Nguyễn Lê Thành Nhân đang tàng trữ một gói ma túy thuốc lắc và một gói ma túy đá. Sau đó, tổ tuần tra trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hải đã bàn giao đối tượng tang vật cho đội cảnh sát ma túy, công an quận Sơn Trà tiếp tục tiến hành điều tra xử lý theo quy định.